thôi, 3 năm quán nhỏ ngoài lề đường thôi. Nói về tài chính thì là lo hết tất cả luôn, tại vì mình đi thuê, thành ra thuê nhà, vừa tiền nhà, tiền học, tiền ăn, tiền uống, rồi tiền sinh hoạt nữa. Rồi nhiều khi những cái việc lặt vặt nữa mình cần tới để lo cho con á, nên là thành ra cũng lo chứ, lo những cái đó. Hiện tại là mình là nguồn tài chính chính cho gia đình mình luôn, đúng không chị? Thật ra mình ở một mình nuôi con. Con mình là điều đầu tiên nhất, là để mình làm nó thật sự là mình ngã nhiều quá rồi, ngã về tình cảm, ngã về tiền bạc, ngã về mọi mặt luôn á. Như người ta là có tiền để họ thuê bú nuôi cho con mình, rồi có người chơi với con, có người dạy học cho con. Nhưng có cái mình tốt nhất là lúc mình bán xong cái mình mới lên, mình thấy, mình nhìn thấy con nó chơi một mình, nó ngồi một mình. Đó, mình cảm thấy rằng là mình chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Chỉ nghĩ như vậy thôi. Rồi ngày mai nó ăn bằng cái gì, nó uống bằng cái gì, rồi nó đi học làm sao, rồi nó có bằng ai hay không, thì mình cứ nghĩ vậy thôi. Cái là mình tạo thành một cái động lực cho mình phải cố gắng. Hồi lúc trước là chị đã từng bán hàng truyền thống rồi nè, nghĩa là bán tại chỗ đúng không? Là mình có từng thử nghĩ đến việc là mình bán hàng online chưa chị? Thì có chứ, nhưng mà mình không có điều kiện, nên là nào giờ mình toàn offline không, bán mang đi không à. Nó không có, mình muốn thay đổi cái gì đó cho nó mới hơn, với lại hợp với thời buổi bây giờ hơn. Dạ, thật ra thì là câu chuyện của chị, em nghĩ là sẽ tạo động lực không chỉ là cho bé đâu, mà là cho rất nhiều những người phụ nữ cũng đang đã và đang chuẩn bị là một chiến đấu trong cái chuyện chính của mình rồi. Và ngày hôm nay thì em đến thăm chị và gửi cho chị một cái lời chúc mừng. Hiện tại mình sẽ là học viên chính thức của khóa học này, và em mong rằng là với cái khóa học này thì sẽ tiếp sức cho chị, và mong rằng là mình sẽ có thể vững bước hơn trong cái quá trình mình khởi nghiệp chị ha. Dạ, con gửi chị, chúc mừng chị. Em cảm ơn. Mình thích học lắm, ai cho mình học gì mình đi học liền đó, tại mình không có điều kiện thôi. Cảm ơn chương trình rồi, cảm ơn ekip và mọi người nha. Ông lúc đầu vô hồi trường á thì mình hơi bỡ ngỡ, mình tưởng nó bình thường thôi, giống như là đi lên trên lớp học đồ này nọ thôi, ai về đâu, nguyên một cái hồi trường luôn. Xong rồi nhìn thấy ekip đồ, rồi thầy giáo, cô giáo la hết trơn á, nói chung là mọi cái đều thấy rất là hoành tráng, thầy dạy rất là nhiệt tình và dễ hiểu. Rồi cái sang cái khâu mà chụp hình cũng rất là ok, chụp hình nó nào giờ mình chụp hình xấu lắm, không biết được chụp hình. Xong tới hồi vô, xong rồi anh chị cho chụp hình là cái góc nào, rồi như thế nào là đẹp. Dạ, ngày hôm nay thì em đến thăm chị, có thêm một người bạn nữa đến từ phía bộ phận hỗ trợ đối tác trên GoFood. Hôm nay sẽ go online cho quán của mình chị ha. Dạ, rồi trước tiên để go online thì bây giờ em sẽ tặng chị một món quà. Có quà luôn hả? Dạ đúng rồi. Dạ, chị thử mở quà xem. Dạ, một món quà rất là hữu dụng nha. Để giúp cho chị có thể dễ dàng nhận đơn nè, và làm việc với lại các bác tài nữa. Dạ. Chào, cảm ơn nhiều nha. Chị mở quà cho cái này. Wow, đẹp quá. Cảm ơn nhiều nha. Dạ rồi, bây giờ mình có điện thoại rồi nè. Bây giờ là Nga sẽ hỗ trợ chị những cái bước mà go online cho em. Đúng không? Có quán của mình nha. Dạ, dạ. Bây giờ bắt đầu. Chị ơi, đây là giao diện của GoFood bên em. Thì bên này là cái mục GoFood. Thì trong cái mục này thì tất cả những đơn hàng sẽ thể hiện ở đây. Thì khi có đơn hàng tới, chị vui lòng bấm vào xác nhận giúp em nha. Phía bên này thì đây là nơi hiển thị điều chỉnh là mình đang đóng cửa hay mở cửa ha. Thì nếu mà chị đã sẵn sàng rồi, chị bấm vào mở cửa giúp em. Thì lúc đó là cửa hàng của mình đã hoạt động ha. Trong quá trình sử dụng, chị có vấn đề gì, chị cứ liên hệ em. Em là người hỗ trợ quán của chị nha. Dạ, cảm ơn. Chị bấm mở cửa luôn đi. Quán mình sẵn sàng rồi mà, đúng không chị? Dạ rồi, vậy là từ nay là quán của mình đã có trên GoFood rồi. Vậy thì tất cả những cái khách hàng quen nè cũng có thể ủng hộ mình bằng cách là đặt món, thì sẽ ship tận nơi và có thật nhiều là khách hàng mới nè chị ha. Dạ, rồi em cũng chúc cho chị là sẽ
bán được thật nhiều đơn hàng nè, và chúc cho chị là sẽ đạt được cái mong ước của chị sắp tới đây. Dạ, cảm ơn. Dạ. Bình thường á, áp tới thì mình chỉ có biết biết vậy thôi. Nhưng mà khi học rõ, hiểu rõ ra rồi thì mình biết cách làm sao để thúc đẩy nó nhanh hơn, có chứ. Nên là khi mà shipper tới hay gì kia, mình biết cách hơn. Rồi trong cái cách mình sử dụng trên điện thoại mình cũng biết hơn. Khách hàng như thế nào mình cũng biết cách hơn để nói chuyện với người ta. Thì chính vì những cái đó kết hợp lại thì nhưng rồi doanh thu sẽ đẩy thôi, nếu mình biết cách sẽ bớt chi phí hơn, mình cảm thấy là nhẹ lòng hơn để mình giải quyết nhiều thứ khác nữa. Đồng lòng trong giấc